Tuần sau sẽ là cái tuần cơ cấu danh mục để đánh sóng ngắn. Hello, xin chào tất cả quý anh chị. Cũng rất lâu rồi mới gặp lại tất cả mọi người trên kênh YouTube và nhân cái ngày trở lại của em thì em xin tặng cho anh chị một cái chủ đề rất quan trọng của cái video ngày hôm nay, đó là cơ cấu danh mục để đánh sóng ngắn. Bởi vì em nói với anh chị như thế này nào. Muốn kiếm được nhiều tiền nhất trong một cái chu kỳ sóng về option á thì cái điều quan trọng nhất là anh chị em phải đánh và nắm giữ được những cái cổ phiếu nó thuộc về sóng ngành bởi vì sóng ngành là cái dấu hiệu tối thượng của cái việc mà thị trường nó có xảy ra một cái uptrend hay không. Nếu thị trường nó có sóng ngành thì gần như ngay sau đó thị trường nó sẽ xảy ra một cái uptrend và ngược lại. Nếu thị trường dù có tăng giá đi chăng nữa mà không có sóng ngành leader, nó giống như những cái giao đoạn này nè cả nhà. Dù nó có tăng giá mạnh đi chăng nữa mà không có xảy ra những con sóng về leader, đó, à, những cái sóng ngành đó, thì gần như thị trường của chúng ta nó không thể đi lên được. Nhưng mà những cái nhịp tăng ở đây, khi thị trường nó còn chưa đi lên thì những cái con sóng ngành về chứng khoán nó đã xuất hiện. Thì đó chính là cái dấu hiệu tối thượng để chúng ta biết là à, cứ mỗi khi thị trường nó xuất hiện sóng ngắn thì kiểu gì ngay sau đó thị trường nó cũng sẽ xuất hiện một cái con up trên và thời điểm hiện tại có rất nhiều những cái dấu hiệu cho chúng ta nhận diện ra một cái con sóng ngành trong cái giai đoạn sắp tới mà trong cái video này em sẽ chia sẻ cùng với anh chị để chúng ta nhìn nhận ra những cái cơ hội mà anh chị không được bỏ lỡ trong cái chu kỳ tiếp theo nên là mọi người hãy nghe thật là kỹ cái video này anh chị nhé cùng chào mừng tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh đầu tư nghiêm túc ông tào vlog thì với cái chủ đề về tuần cơ cấu danh mục đánh sóng ngành Thì hôm nay em xin phép em chia sẻ rất nhiều những cái tư duy và quan điểm Để giúp cho mọi người nhìn nhận ra những cái cơ hội to nhất Khi mà chúng ta đang đứng ở ngay chân của một cái con sóng thần Năm 2024 và 2025 Cái vấn đề con sóng này em đã chia sẻ với nhà đầu tư Trong rất nhiều những cái chuỗi video trước đó Về cái vấn đề là em đã nhìn thấy được những cái bối cảnh về vĩ mô Tương đối tốt của thị trường chứng khoán là yếu tố thứ nhất Yếu tố thứ hai mà em muốn chia sẻ đó chính là các cấu trúc về tích lũy gom hàng gọi là trong cái trường phái đặc vị dòng tiền thông minh á thì rất nhiều những cái nhóm ngành đặc biệt là một cái nhóm ngành vua gọi là cổ phiếu dòng banh nó đang tạo ra cho chúng ta những cái cấu trúc về tích lũy rất lớn và với những dạng cấu trúc về tích lũy rất lớn như vậy chúng ta có quyền kỳ vọng dòng banh nó có thể khả năng đi lên rất là mạnh từ đó nó tạo cho chúng ta những cái cơn sóng ngành tiếp theo cũng như là những con sóng kép mà trong giai đoạn sắp tới chúng ta không được bỏ lỡ đấy đó gọi là một cái cấu trúc mà mọi người buộc phải nhìn thấy trong cái giai đoạn sắp tới rồi mọi người phải hiểu nè à, thứ nhất đó, vì sao mà chúng ta phải xác định là sóng ngành sẽ là huyết mặt của một cái thị trường chứng khoán bởi vì em chia sẻ với anh chị để kiếm được nhiều tiền trong một cái thị trường thì buộc cái thị trường đó nó phải là cái điều kiện thuận lợi thì anh chị mới kiếm được tiền ngay cả mọi cái trường phá Ví dụ như đầu tư giá trị hay đầu tư cơ bản mua giá thấp mua giá cao tất cả mọi việc mua bán trên thị trường thì có phải là anh chị đều cần một cái vấn đề đó chính là giá cổ phiếu nó phải tăng mạnh từ đó chúng ta mới có lợi nhuận đúng không vậy thì khi muốn giá cổ phiếu nó tăng mạnh thì buộc thị trường nó phải xảy ra những cái cơn sóng với up trên bởi vì 90% các cổ phiếu trên thị trường nó đều tăng giá khi thị trường up trên và cũng 90% các cổ phiếu trên thị trường như vậy nó sẽ giảm giá khi thị trường down trên Vậy khi thị trường uptrend nó chính là nơi đại diện cho hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó chính là nơi mà kết quả của một cái quá trình tích lũy của rất nhiều những cái nhóm ngành trên thị trường và cái quá trình tích lũy đó chính là việc dòng tiền thông minh tổ chức người ta bỏ tiền ra người ta gom hàng giá rẻ trong một thời gian rất dài để chuẩn bị sẵn sàng kiếm lời trong cái thời gian thị trường ấp trên gọi là lợi dụng điều kiện thị trường cái vấn đề thứ hai em muốn nói với anh chị trong cái quá trình ấp trên của thị trường đó là nơi diễn ra một cái hình thức gọi là hình thức đấu giá về cổ phiếu nghĩa là dòng tiền mà tham chiến ở đây nó đẩy cái thị trường lên chủ đạo là những cái dòng tiền mang tính chất đầu cơ uh, theo xu hướng lên và cái dòng tiền đầu cơ theo xu hướng lên này nó có xu hướng là mua cao đối với giá cổ phiếu và cái việc mà mua cao đối với giá cổ phiếu như vậy nó sẽ hình thành đến các trend xu hướng tăng giá của cổ phiếu từ đó cái cổ phiếu tăng giá nó sẽ ảnh hưởng đến nhóm ngành mà nhóm ngành tăng giá nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường dẫn đến cái việc thị trường nó sẽ tạo ra những cái con sóng tăng giá gọi là uptrend nghĩa là cái thị trường uptrend nó chỉ là cái hệ quả của cái quá trình mà dòng tiền đầu cơ tham chiến vào thị trường sau một cái giai đoạn tích lũy rất chặt chẽ của các cổ phiếu trên thị trường dẫn tới tình trạng là các cổ phiếu nó tăng giá mạnh kiếm lời cho chúng ta đúng không nó chỉ là cái kết quả nó không phải là cái nguyên nhân và nó cũng chỉ là một cái điều kiện quan trọng để cho các nhà đầu tư tổ chức dòng tiền thông minh người ta tham chiến người ta bỏ tiền vào đầu cơ đối với cái thị trường giá lên một người hình dung như vậy và khi trong cái thị trường tăng giá như vậy thì em hỏi anh chị nào cái dòng tiền đầu cơ là cái dòng tiền quyết định đến cái việc mà giá cổ phiếu nó có tăng hay không, thị trường có tăng không. Và dòng tiền thì nó không bao giờ nó đi vào những cái cổ phiếu riêng lẻ mà nó luôn đi theo những cái những cái nhóm ngành đúng không? Nó luôn đi theo nhóm, đi theo những cái dòng chảy của tiền. Dòng chảy nó không phải là riêng lẻ, dòng chảy là một cúp. Đấy, nhưng mà vậy thì anh chị phải trả lời cho em một câu hỏi để ăn to nhất trong một cái thị trường tăng giá nơi mà dòng tiền đầu cơ hoạt động sôi nổi nhất thì buộc anh chị phải tập trung hoàn toàn được bản thân mình, dòng tiền của mình vào những cái nhóm ngành mà dòng tiền đầu cơ ưa chuộng nhất, nghĩa là cái dòng tiền đầu cơ nó tập trung vào cái nhóm ngành nào lớn nhất thì ngành đó chính là cái ngành sẽ tăng giá mạnh nhất cũng như là sẽ tạo ra những cái cái khoản lợi nhuận kết xù nhất cho anh chị. Và quan điểm của hệ thống ông toàn Vlog, cái dòng tiền đó nó buộc nó sẽ tập trung ở những cái nhóm ngành nhất định trước khi thị trường bắt đầu tăng giá, bởi vì thị trường tăng giá nó là kết quả của một cái quá trình dòng tiền đi vào vậy dòng tiền nó phải đi vào cổ phiếu thì thị trường nó mới tăng giá vậy thì dòng tiền nó đi vào đâu cả nhà nó đi vào những cái nhóm ngành mang tính chất mở đầu, mang tính chất dẫn đường hay còn gọi là những cái nhóm ngành về leader trên thị trường mà đó em gọi là sóng ngành. Do đó khi anh chị tập trung vào cái yếu tố sóng ngành trên thị trường, mọi người sẽ đạt được cái tỷ suất sinh lãi rất cao bởi vì dòng tiền đầu cơ nó tập trung ở đó là cao nhất. Mà dòng tiền đầu cơ thì anh chị biết rồi, nó cứ kéo giá lên ầm 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 Nó giống như cái con sóng chứng khoán năm 2023 mà em cùng với quý anh chị đánh nè. Đấy mọi người hình dung này, khi thị trường nó còn tích lũy thì những cái mã cổ phiếu như BSI, FTS nó đã đánh trước rồi thì đó gọi là dòng tiền đầu cơ nó tham chiến vào cổ phiếu từ đó cổ phiếu nó mới kéo cái ngành nó lên và từ cái ngành nó lên nó mới kéo cả cái thị trường đi lên nghĩa là khi sóng ngành nó xuất hiện thì gần như chắc chắn chúng ta có một cái uptrend và sóng ngành là nơi chúng ta kiếm được nhiều tiền nhất trong một cái thị trường uptrend đó là cái nguyên lý về dòng tiền mọi người hiểu giúp em còn quay trở lại đối với thị trường thời điểm hiện tại thì mọi người phải để ý sau một cái quá trình về tích lũy chung của thị trường như thế này này thì đây là một trong những cái chu kỳ mở đầu bởi vì em chia sẻ với anh chị trong rất nhiều những video trước đó thị trường của chúng ta là một cái dạng thị trường tích lũy rất là chặt chẽ và rất là lâu ở đây và khi mà nó tích lũy đâu đó khoảng hơn một năm rưỡi nó có những cái con sóng lên con sóng xuống ví dụ đây là một cái nhịp tăng đi lên nè đây là một nhịp đi xuống nè đây là nhịp đi lên đây là nhịp đi xuống nè nghĩa là thị trường trong cái chu kỳ vừa rồi nó không tạo ra những cái con sóng tổng thể nó không tạo ra những cái cái chu kỳ lớn mà nó tạo ra những cái chu kỳ nhỏ nơi mà chỉ có một vài cái nhóm ngành đi lên nó giống như ở đây cái nhịp tăng này thì gần như chỉ có dòng chứng khoán là cái dòng leader và và gần như là chỉ có dòng ai mà đánh được dòng chứng khoán thì mới kiếm được tiền đúng không cả nhà nhưng mà sau đó thị trường nó bị phá cho một cái rất là mạnh rất là sâu điều đó đồng nghĩa với cái việc là thị trường của chúng ta nó chưa vào được một những cái trận đánh rất lớn nhưng sau những cái cú rủ bỏ như thế này thì quan điểm của em đây gọi là cái cú rủ bỏ cuối cùng khi thị trường bước vào một cái chu kỳ sóng mới sau cú rủ bỏ spin này thì chúng ta có một cái giai đoạn đâu đó khoảng một tháng rưỡi đến hai tháng thị trường chúng ta xuất hiện một cái cú kiểm định về về cái lbs có nghĩa là cái cú kiểm định lượng cung cầu ở cái vùng đáy này sau cái vùng đáy này nó diễn ra đúng không nghĩa là thị trường chúng ta nó tạo được một cái pha về khủng hoảng khủng hoảng đau trên và sau cái giai đoạn khủng hoảng đau trên như thế này nè thì thị trường có nhịp phục hồi và nó kiểm định lại bởi những cái vùng tích lũy gom hàng của tổ chức mà sau đó anh chị sẽ thấy là gì là giá cổ phiếu gần như nó không thể nào nó quay về những cái vùng đáy này nữa nghĩa là đáy này đã được xác định là cái đáy trung hạn và sau cái giai đoạn mà kiểm định như vậy thị trường có một cái pha tích lũy tương đối tốt ở hai tháng này thì chúng ta bắt đầu có một cái nhịp sóng ở đây vậy thì với quan điểm của hệ thống ông toàn vlog cái nhịp sóng này từ đây bắt đầu đi lên thì gần như chúng ta sẽ có những cái target ít nhất là một ở đây anh chị nhé đấy đó là những cái target ít nhất còn cái vấn đề cơ bản là ở à, sau những cái target này thì thị trường nó có bước vào một cái cơn đại sóng hay không thì chúng ta cần phải chờ vật động mới của dòng tiền khi mà chúng ta đang ở trong một cái pha mà gọi là cái pha huy động dòng tiền ở đây này nghĩa là cái cái thời gian ở thời điểm hiện tại cho đến nửa năm sau cho đến khi thị trường chinh phục những cái mốc một nghìn hai trăm năm mươi này thì cái việc của anh chị em cần nhìn thấy đó chính là cái sự lớn mạnh lên về dòng tiền trong một cái trên Nghĩa là nếu không có sự lớn mạnh về dòng tiền thì gần như là cái quá trình mà huy động tiền nó không diễn ra Mà không huy động tiền thì lấy đâu mà những cái con đại sóng lớn cả nhà Đúng không? Nên là mọi người sẽ để ý giúp em hai cái mốc rất là quan trọng của thị trường Cái mốc thứ nhất chúng ta đã và đang trải qua của nó đó là mốc tái tích lũy hấp thụ lượng cung kiểm định cung cầu ở vùng vùng 1.100 và cái mốc thứ hai thì chắc chắn rồi cả nhà nó sẽ là một cái mốc kiểm định cung cầu ở vùng loanh quanh 1.200 và sau những cái mốc kiểm định cung cầu đó gọi là những cái vùng LPS này nè thì chúng ta sẽ bước vào thực sự những cái giai đoạn chủ đạo về sóng gọi là sóng up trên tổng thể của thị trường em lấy ví dụ cho nhà đầu tư trong những chu kỳ trước thì gần như cái mô hình này nó lặp đi lặp lại nhưng dưới những cái hình thái khác nhau đấy và em sẽ hướng dẫn cho nhà đầu tư này đây là một cái mô típ về tích lũy lớn của thị trường và sau quá trình tích lũy này thì thị trường nó xảy ra một cái cú uh, hoảng loạn rủ bỏ rất là rất là mạnh và giai đoạn đầu thì đi lên chúng ta sẽ thấy nó có những cái giai đoạn về kiểm định cung cầu đầu tiên đây gọi là những cái vùng lợp s gọi là vùng tá tích lũy nó rất giống những cái vùng ở thời điểm hiện tại chúng ta đang cảm nhận với nhau về vùng tá tích lũy của thị trường sau đó thị trường của chúng ta nó có vùng kiểm định thứ hai nơi mà nó hấp thụ toàn bộ lượng cung ở cái giai đoạn bán tháo đầu tiên của nó nghĩa là giai đoạn này là cái giai đoạn bán tháo uh, nó mang tính chất là gì cả nhà nó mang tính chất là bắt đầu cho một cái cú bán tháo thì cái vùng này chính là nơi mà lượng cung tổ chức dòng tiền thông minh người ta bán đổ bán tháo nhiều nhất dẫn tới tình trạng là giá cổ phiếu nó sẽ rơi rất là mạnh sau đó thì cái vùng này là buộc sẽ là một cái vùng trọng yếu cần phải kiểm tra cung cầu và thị trường trong giai đoạn đó nó xuất hiện một cái vùng LPS thứ hai gọi là những cái vùng tái tích lũy trở lại sau những cái vùng này ở đây chính là cơn đại sóng tổng thể mọi người phải hiểu giúp em những cái cấu trúc như vậy để chúng ta hiểu được ở à, thị trường nó cần phải bước qua những cái giai đoạn nào và những cái giai đoạn huy động dòng tiền ví dụ đây nè là một trong những cái giai đoạn huy động dòng tiền quá tốt này với cái việc mà nó huy động được những cái dòng tiền này và bắt đầu nó dòng tiền này nè nó vượt trội hoàn toàn so với những cái chu kỳ khác nghĩa là nó đang kiểm định cho chúng ta một vấn đề là giai đoạn huy động dòng tiền của thị trường nó thành công và cái chu kỳ này là cái chu kỳ yếu kỳ tất yếu sẽ xảy ra mọi người hiểu không? nó giống như thời điểm hiện tại nó cũng tương tự như vậy chúng ta chỉ đang nằm ở trong những cái vùng kiểm định cung cầu ở đây thôi chứ nó chưa nằm ở những cái con chính sóng ví dụ như ở đây chúng ta có vùng kiểm định cung cầu đầu tiên thì chính sóng của nó nó sẽ xuất phát từ vùng nghìn hai loanh quanh ở đâu đây đi lên này Đấy mọi người hình dung được cấu trúc của tổng thể chưa Bởi vì đây chính là cái nơi bán tháo tổng thể của thị trường Nó khiến cho thị trường bước vào một cái nhịp downtrend ở đây Đấy, cái phiên này là phiên đánh dấu bước vào Dow trên này cái phiên này là cái phiên đánh dấu kết thúc một cái xuống tăng như đoạn trước đó này nghĩa là cái lượng cung ở đây nó sẽ rất lớn và cái vùng đó sẽ là cái vùng kiểm định cung cầu cuối cùng của thị trường trước khi bước vào một cái xuống tăng đó là quan điểm về thị trường và quan điểm là chúng ta sẽ bước qua những cái giai đoạn nào và mọi người cần chú ý còn ở thị trường thời điểm hiện tại thì mọi người để ý giúp em này khi mà thị trường nó đã tạo cho chúng ta một cái cú rủ bỏ nè tạo cho chúng ta một cái vùng nguyên nhân lps kiệt về khối lượng như thế này nè thì mục tiêu tiếp theo của chúng ta nó phải là vùng trên đây mọi người hình dung không đó là những cái nhịp mà gần như là chúng ta sẽ hiểu rõ cơ bản về cái bản chất của thị trường nó giống như ở đây nè khi thị trường chúng ta tạo được một cái nguyên nhân tích lũy đủ lớn ở đây nè thì gần như cái nguyên nhân này để phục vụ cho cái quá trình tăng giá sau đó và đạt những cái target của thị trường ví dụ như vùng này nó ở vùng biên dưới biên dưới là cái biên mà em kể nè thì nó tích lũy đây chắc chắn nó sẽ quay về những cái vùng bên trên rồi đấy còn ở đây cũng tương tự tư như vậy nó tích lũy đây thì kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ có những cái cú quay về bên trên đấy nên là khi mà thị trường nó bắt đầu nó khuất đại những cái nhịp sóng này thì chúng ta biết kiểu gì thì kiểu thị trường có sẽ có những cái nhịp tăng về kênh trên tuy nhiên đó là xét về cái bối cảnh tổng thể, bối cảnh dài hạn. Còn xét về cái bối cảnh ngắn hạn thì trong các video trước em có chia sẻ với chị một cái vấn đề. Đối với thị trường ở giai đoạn hiện tại, khi mà nó bắt đầu nó rủ bỏ cái cuối cùng này nó bị kịp về thanh khoản bắt đầu đi lên em có nói với anh chị là gì khi thị trường nó đi lên không thanh khoản như thế này nó còn đi lên miết không có cái chuyện mà nó điều chỉnh nhưng cho đến khi nó xuất hiện một cái yếu tố thì chúng ta phải bắt đầu đánh giá về cái sự phân kỳ của thị trường đó chính là yếu tố về thị trường nó bắt đầu nó bung về thanh khoản đấy và khi và trong ngày thứ năm vừa rồi chúng ta nhận diện được một cái vấn đề đó là thị trường nó bị bung về thanh khoản với cái việc bung về thanh khoản như thế này nó đang đánh dấu cho chúng ta một cái vấn đề đó chính là đánh dấu cái sự phân kỳ của thị trường bắt đầu diễn ra và ở những cái vùng thanh khoản lớn như thế này mọi người hình dung giúp em là sẽ có dòng tiền bơm vào thị trường mua lên đấy và mua lên ở đâu thì anh chị biết rồi là những cái nhóm ngành mà em phân tích cho nhà đầu tư rất kỹ trong rất nhiều những video trước đó nhóm ngành ban đúng không? Nhưng khi mà nó bung về thanh khoản như thế này nè điều đó nó cũng đồng nghĩa với cái việc là gì? Vẫn có một cái lượng hàng bán ra rất lớn ở trên thị trường, cho nó không có nghĩa là uh, nó chỉ có mua vô đâu đâu anh chị. Và khi cái lượng hàng nó bán ra rất lớn như thế này, nó sẽ tạo ra cho chúng ta những cái điểm nhấn về phân kỳ và cái việc mà các dòng ngành bị phân kỳ đó chính là dấu hiệu để báo hiệu cho chúng ta một cái nhịp điều chỉnh của thị trường trước khi mà nó có khả năng chinh phục những cái vùng uh, vùng biên phía trên ở trên đây mà em vừa mới chia sẻ với anh chị đấy có nghĩa là khi thị trường nó bung về thanh khoản đây thì gần như uh, chúng ta sẽ chờ đợi một vài tuần gì ở vùng này hoặc là nó có thể kéo lên một tí nữa ở trên đây nè trước khi mà nó xảy ra những cái cú điều chỉnh mạnh bởi vì yếu tố phân kỳ trên thị trường và trong cái video này em sẽ chỉ cho nhà đầu tư yếu tố phân kỳ nó đang xảy ra như thế nào anh chị nhá Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi nhìn qua một vài cái nhóm ngành liên quan đến chủ đạo ở thị trường thời điểm hiện tại đó là nhóm ngành banh với cái tư duy về những cái cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt mà em có chia sẻ với nhà đầu tư trong các giai đoạn trước nè. Ví dụ nè, những cái cổ phiếu như acb thời điểm hiện tại nó đang đi lên rất mạnh với dòng tiền rất là lớn nó cuốn đi lên thì giai đoạn này em đánh giá nó chính là một cái giai đoạn rất quan trọng để nó hình thành một cái chu kỳ sóng em gọi đó là những cái giai đoạn chạy đà sos và những cái giai đoạn chạy đài sos này nó chính là dấu hiệu tối thượng để chúng ta nhận diện là ở giai đoạn sau thị trường nó sẽ có sóng ngành hay không đấy mọi người nhớ kỹ với bên này hay là chúng ta đang thấy có những cái mã cổ phiếu như mbb nó tạo ra cho chúng ta những cái dấu hiệu về sức mạnh rất là lớn với cái độ dốc tăng trưởng nhanh và cái độ dốc về sức mạnh rất lớn kèm theo những cái khối lượng và nó bắt đầu bứt thoát những cái vùng đỉnh của nó thì những cái mã cổ phiếu này thuộc về những cái mã cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt của thị trường cũng như là của nhóm ngành và em chia sẻ với anh chị luôn để xuất hiện một cái sóng ngành đặc thù của một cái thị trường á thì lúc nào sóng ngành nó cũng sẽ trải qua hai cái giai đoạn rất là quan trọng giai đoạn đầu tiên đó chính là giai đoạn về sos gọi là giai đoạn thể hiện sức mạnh mọi người nhớ giúp em à, giai đoạn thể hiện sức mạnh và cái giai đoạn thể hiện sức mạnh này nó có hai cái đặc tính chủ đạo của nó đặc tính thứ nhất nó chính là sự vội vã của nhà đầu tư tổ chức dòng tiền thông minh khi bắt đầu người ta bỏ rất nhiều tiền người ta đánh cổ phiếu đi lên nó tạo ra một cái hiệu ứng sức mạnh và cái giai đoạn này nó là giai đoạn chủ đạo để hấp thụ toàn bộ lượng cung trong cái quá trình tích lũy trước đó của cổ phiếu em lấy ví dụ cho nhà đầu tư đây là một cái quá trình tích lũy rất chặt chẽ của cổ phiếu gọi là nền số 2 nhưng mà xét về cái bối cảnh tích lũy hướng lên để chúng ta nhìn ra những cái trận đánh lớn á, thì mọi người phải hiểu đây là cái quá trình huy động dòng tiền đấy đây gọi là những cái cú gì cú spin nào đây là những cái cú gì? LPS nè, mọi người thấy giống thị trường chung không? Gần như là EC thị trường chung nó chả khác cái gì Nãy em vẽ thị trường chung như thế này Có spin, có LPS Thì những cái dòng cổ phiếu mang tính chất leader Ở thời điểm bị tạ nó cũng tạo ra những cái mô hình Tương tự với thị trường chung Và khi mà nó xuất hiện những cái nhịp kéo ấy này Thì nó cũng sẽ đại diện cho cái việc Mà thị trường chung nó có thể quay về Những cái vùng biên trên luôn này cả nhà Đấy mọi người nhìn này Đấy, có nghĩa là nó chỉ có vấn đề là nó đi trước thị trường thôi Và khi mà có những cái nhóm ngành nó đi trước thị trường như vậy Chúng ta có thể nhận diện là à, thị trường kiểu gì trả về đây, đây Gọi là những cái nhóm ngành thể hiện sức mạnh Gọi là những cái nhóm ngành dẫn dắt thị trường đó anh chị Và khi mà những cái cổ phiếu này nó xuất hiện những cái cấu trúc về SOS Đây gọi là cấu trúc về sức mạnh dòng tiền Thì chúng ta sẽ bắt đầu tính toán về cái vấn đề trên xu hướng của cổ phiếu Đấy Vậy thì em hỏi anh chị nào Tống ngành có nghĩa là gì? tổng ngành có nghĩa là một cái nhóm ngành của cổ phiếu bước vào du, chu kỳ đẩy giá của nó vậy chu kỳ đẩy giá là gì chu kỳ đẩy giá có nghĩa là sau một cái giai đoạn tích lũy gom hàng của tổ chức thì cái giai đoạn đẩy giá nó hình thành gọi là cái giai đoạn kiếm tiền chính của tổ chức và giai đoạn đẩy giá đó được hình thành bởi một cái yếu tố đó chính là xu hướng tăng Đấy, và xu hướng tăng nó được hình thành từ cái gì cả nhà em chia sẻ với anh chị nào xu hướng tăng nó được hình thành và kiểm định bởi hai cái vấn đề vấn đề thứ nhất là có nhịp tăng đầu tiên. Vấn đề thứ hai là gì? Có nhịp tăng số hai, hai nhịp tăng liên tiếp đối với cổ phiếu thì nó sẽ tạo ra một cái nhịp tăng gọi là tạo ra một cái xu hướng tăng. Đấy, nó giống như thế này là cả nhà, nó giống như ở đây nè. Đấy, đây gọi là cái nhịp tăng đầu tiên của cổ phiếu nè. Đấy, mọi người nhớ nè. Con tiếp theo nè sau khi tái tích lũy thì cái nhịp tăng số 2 cái điểm xác nhận này nè chính là điểm xác nhận của nhịp tăng số 2 thì sau nhịp 1 và nhịp 2 chúng ta sẽ tạo ra được một cái xu hướng đáy sau cao hơn đáy trước đỉnh sau cao hơn đỉnh trước thì từ cái điểm này chính là cái điểm mà chúng ta xác nhận được xu hướng tăng của cổ phiếu cũng như là nhóm ngành từ đó chúng ta có một cái con sóng về trên tuy nhiên À, có rất nhiều người uh, trong cái uh, giai đoạn hiện tại hỏi em một câu rất là hay có phải là chúng ta đang ở sóng ngành banh hay không đúng không vậy thì em trả lời cho anh chị luôn sóng ngành banh là giai đoạn đẩy giá mà đẩy giá nó phải tạo ra xu hướng vậy xu hướng em chỉ cho anh chị nè ở đây nó cũng có một cái giai đoạn tăng tốc của cổ phiếu nhưng mà cái giai đoạn tăng tốc này liệu nó có phải là sóng không cả nhà? Nó có phải là xu hướng tăng không? Nó có phải là sóng ngành hay không? Thì câu trả lời của em đây không phải là sóng ngành, đây không phải là xu hướng tăng. Bởi vì một cái cơ bản thôi, đó chính là một cái nhịp tăng như thế này nè. Nó chỉ là cái dấu hiệu sức mạnh gọi là SOS. Còn cái nhịp tăng chủ đạo nó sẽ đến từ những cái nhịp trụ bỏ đây. Và nó xuất hiện những cái điểm xác nhận ở đây nè. Đấy, và sau cái nhịp tăng số 1, nhịp tăng số 2 nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái xu hướng về trên, Xu hướng trên và cổ phiếu. Và cái xu hướng này, này mới là cái gì mới là cái gọi là cái chúng ta theo theo đuổi gọi là sóng ngành vì nó bước vào một cái chu kỳ tăng giá mà chu kỳ tăng giá thì chắc chắn nó không tăng một hai phiên đâu mà nó sẽ tăng liên tiếp liên tiếp như thế này gọi là chu kỳ tăng giá anh chị phải hiểu giúp em cái vấn đề như vậy còn nếu nó mới chỉ tăng một cái nhịp đầu tiên thì đây em chỉ gọi là dấu hiệu quan trọng nhất cho một cái xuống tăng thôi đấy ngay cả thời điểm đó này em chỉ cho nhà đầu tư này không chỉ có MB đâu mà chúng ta có rất nhiều những cái mã cổ phiếu liên quan đến dòng banh như là uh, BID thời điểm đó cũng như vậy này nó cũng có một cái nhịp tăng này cả nhà nhịp tăng này rất nhiều người hỏi là đây có phải là sóng ngành hay không đâu cứ phải là cái nhịp tăng nó sẽ tạo sóng ngành cái vấn đề chúng ta cần sóng ngành đó chính là một cái giai đoạn tăng giá bền vững của cổ phiếu mà bền vững đây có một hai tuần bền vững cái gì nó giống như giai đoạn vừa rồi rất nhiều ông hô hào những cái mã cổ phiếu liên quan bất động sản đó là là sóng ngành Mọi người hình dung nè, sóng ngành gì mà tăng 3 4 phiên anh chị. Làm gì có sóng ngành mà tăng 3 4 phiên rồi rồi lụi tan. Nhưng mà thời điểm đó chúng ta có những cái mã cổ phiếu như SHS nè. Mọi người nhìn nè. Ở đây là cái giai đoạn chạy đầu tiên gọi là SOS của cổ phiếu. SOS nè. Đấy, sau giai đoạn SOS này, cổ phiếu tá tích lũy được và xác nhận ở điểm này thì điểm này chính là cái điểm xác nhận cho sóng ngành khi mà nó tạo ra cho chúng ta một cái xu hướng tăng trước đó và sau đó kiểm định xuống tăng đó bằng một cái phiên xác nhận thì cái xu hướng tăng này nó tạo ra cho chúng ta một cái một cái xu hướng bền vững trong tương lai và nếu một cổ phiếu thì ông nói nhưng mà cả ngành của nó đều như vậy chúng ta có một con sóng ngành SSI mọi người thấy không nhịp tăng SOS này nơi dòng tiền tham chiến là nó kéo gọi là cái kéo cái xung lực của thị trường đi lên khỏi giai đoạn tích lũy và sau đó nó kiểm định trở lại bởi một cái vùng tích lũy và nó có xác nhận ở đây thì đây gọi là nơi xác nhận cái xu hướng tăng của cổ phiếu đấy mọi người hình dung nè xác nhận xu hướng tăng của cổ phiếu từ đó chúng ta có một cái nhịp như thế này đấy và cái đây là cái chúng ta rất là cần vậy thì quay trở lại đối với thời điểm hiện tại anh chị nhìn giúp em một vài cái vấn đề đầu tiên mọi người nhìn những cái mã cổ phiếu như là công ty đi em chỉ cho anh chị nè giả sử như chúng ta đang chờ đợi một con sóng băng với những cái cổ phiếu dẫn dắt như là MB hay là ACB thì những cái cổ phiếu như VBBank nó đang đầu ở cái chu kỳ à, tạo hiệu ứng dòng tiền đấy có nghĩa là nếu ở đây nè mọi người sẽ thấy giúp em những cái chu kỳ nó kéo thật là thúc lên trên đây nè thì những cái vùng lên đây nó điều chỉnh lại thì đây gọi là chính sóng của nó ở giai đoạn sau nè nó giống như những cái mã cổ phiếu như SHB hồi xưa em chỉ cho nhà đầu tư nhé SHB hồi xưa nè đấy rất nhiều người hồi xưa á, em nói thật với anh chị là cứ xông vào hô hào mua ở những cái điểm này nè điểm này là cái điểm giết người Đấy, bởi vì tí nữa em sẽ chia sẻ cho nhà đầu tư cái sự phân kỳ của cổ phiếu Giả sử như đây thị trường nó tăng rất mạnh nhưng cổ phiếu nó bị phân kỳ hướng lên này cả nhà Đấy, phân kỳ hướng lên Và cái việc phân kỳ hướng lên như thế này nó ẩn chứa những cái rủi ro về rủ bỏ Và trên thị trường thời điểm hiện tại có rất nhiều những cái nhóm ngành Mang tính chất thị trường nó đang tạo ra những cái yếu tố phân kỳ như vậy Mà anh chị cần phải nhìn ra những cái cú rủ bỏ như thế này Chứ không phải đơn thuần là uh, cứ lên là lên đâu cả nhà Nó giống như những cái mã cổ phiếu liên quan đến dòng chứng khoán thời điểm hiện tại đi có sự phân kỳ rất rõ hay là những cái cổ phiếu dòng gì dòng thép hiện tại phân kỳ rất rõ đấy đó là những cái mã cổ phiếu về thị trường đúng không quay trở lại đang nói con gì con SHB này đấy sau những cái cú rủ bỏ này mọi người hình dung như em này thì đây gọi là cái bước chạy đà đầu tiên để hình thành xu hướng đúng không gọi là những cái tín hiệu về SOS rất là lớn và trong quick người ta gọi đó là những cái cấu trúc về pha d pha huy động dòng tiền sau những cái giai đoạn SOS như thế này cổ phiếu nó điều chỉnh nó kịp về khối lượng xác nhận ở đây nè thì đây chính là nơi xuất phát của chu kỳ sóng hình dung cả nhà nó giống như ở đây nè một cái cổ phiếu luôn đi theo những cái cấu trúc như vậy và đặc biệt á, cấu trúc của một cái cổ phiếu thì chúng ta không nói nhưng mà đây là chúng ta đang bàn về cái cấu trúc của sóng ngành nên buộc nó phải có hai cái yếu tố như vậy gọi là hai tầng giá chạy giá đầu tiên ví dụ đây là cái bước chạy đà đầu tiên này. Đấy, ở đây anh chị có thể kết luận nó là sóng ngắn Được không? Quan điểm em không kết luận. Đến khi nào nó xuất hiện cái điểm xác nhận ở đây này, em mới kết luận nó chính là giai đoạn đẩy giá chính thì từ đó mới kiếm cho anh chị những cái khoản lợi nhuận kết xu được. Lúc đó mới khẳng định được một cái xu hướng về sóng ngắn. Đấy, Hôm nay bị đau học anh chị ạ. Hôm nay đi tiếp khách nữa hơi mệt. Tiếp theo nè, chúng ta nhìn những cái cổ phiếu như CTG ở thời điểm bị tạ anh chị thấy cái gì? Thứ nhất nè, em chỉ cho nhà đầu tư, thứ nhất nó đang trong cái giai đoạn SOS với dòng tiền vào rất là lớn với cái dòng tiền này thì mọi người cứ hình dung này đây là cái pha huy động dòng tiền đầu tiên của cổ phiếu và cái pha huy động dòng tiền này nó đóng vai trò nó là một trong những cái tín hiệu sóng quan trọng bậc nhất đối với rất nhiều những cái nhóm ngành trên thị trường và sau những cái giai đoạn này nếu trường hợp những cái mã cổ phiếu này nó tích lũy lại được và nó bắt đầu đánh nhịp số 2 thì đây chính là sóng ngành chính của nó nhưng có một cái vấn đề như thế này nè rất nhiều anh chị em hỏi em là uh, liệu nó có chạy ngay hay không lỡ may mình không mua ở đây đúng không mình không mua ở đây nó chạy luôn thì sao thì câu trả lời của em đơn giản thôi cả nhà nếu mà những cái mã cổ phiếu như CTG là đầu cơ của thị trường á, giả sử như là nó giống như đích nè, nó giống như những cái mã cổ phiếu như FTS, BSI á thì chúng ta không nói. Nhưng đây là những cái mã cổ phiếu mang tính chất blue chip và anh chị biết cái tính cách dòng banh rồi, nó không thể nào nó chân 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 liên tục được bởi vì cái khối lượng lưu hành của nó quá lớn đấy dẫn đến tình trạng là à, cái việc mà nó tăng tốc, nó tăng âm 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 lên một trăm ngay như những cái con sóng về đầu cơ như chứng khoán bất động sản gần như không thể anh chị nên là cái tính cách của nó nó được hình thành từ rất lâu rồi thì mọi người chỉ có việc nhìn về những cái chu kỳ trước xem cái tính cách nó như thế nào thì chu kỳ này nó đi y xì như vậy bởi vì sao vậy cả nhà bởi vì tính cách của cổ phiếu nó được hình thành từ tính cách của đội lái vậy thì em hỏi anh chị nè đội lái của những cái mã cổ phiếu này nó là ai chắc chắn là liên quan đến mật thiết đến doanh nghiệp rồi vậy em hỏi anh chị nè những cái người liên quan mật thiết đến doanh nghiệp bữa giờ có thay đổi hay không không thay đổi thì sao thì họ vẫn ở đó thì cứ tới, cứ thớ em nói nè cứ tới thiên thời địa lợi của cái cổ phiếu này của cái ngành này thì họ lại nổi dậy để họ đánh cổ phiếu đó gọi là một cái câu rất kinh điển trên thị trường tổ chức lợi dụng điều kiện của thị trường để kiếm tiền chứ không có điều khiển thị trường á à, chị đấy nó giống như ở đây nè mọi người nhìn cái ctg trong chu kỳ trước nó đi lên như thế nào đầu tiên à cái nhịp chạy đà đầu tiên này đấy mọi người thấy không đấy tích lũy lại này nhịp ra gọi là nhịp vào sóng này đấy thì chúng ta có một cái cú SOS rất lớn ở đây mọi người nhớ SOS rất lớn ở đây đấy mọi người thấy không nó có ba cái xu hướng ba cái điểm mua rất quan trọng để chúng ta vào được con sóng và ở những cái mã cổ phiếu này anh chị nhớ này nó cứ nổ lên ở giai đoạn đầu nó sẽ tá tích lũy lại chứ nó không có cái chuyện mà đi lên ngay đâu đó là cái cấu trúc của cổ phiếu rồi rồi mà mọi người không thể nào mà thay đổi được trừ những cái trường hợp những cái mã cổ phiếu mang tính chất đầu cơ lớn ví dụ như là dòng chứng khoán hoặc bất động sản thì chúng ta không nói đối với dòng banh thì nó sẽ đi từ từ tạo ra những cái vùng nền tảng trên nền tảng để nó bước vào những cái chu kỳ lớn của nó vì cái lượng lưu hành nó quá cao đúng không cả nhà đấy mọi người có hiểu rõ về cái đó không ví dụ như là chúng ta có stb nè thì chúng ta đang ở đầu của một cái chu kỳ ví dụ như đây là một cái dạng mô tiếp tích lũy nó cũng rất là giống với cái thị trường chung ở thời điểm hiện tại này đấy mọi người nhớ nè đấy mọi người thấy gì không thì đây là những cái cú rủ bỏ nè spin này gọi là cú rủ bỏ cuối cùng nè sau đó là những cái điểm gì kiểm định cung cầu st kiệt về khối lượng này có nghĩa là cái sự vắt kiệt về khối lượng ở đây nó kiểm định đây chính là cái đáy và sau cái đáy đó dòng tiền bắt đầu tham chiến trở lại nghĩa là chúng ta có một cái nhịp sẽ tăng về những cái vùng trên đây mọi người nhớ kỹ nha tăng trên vùng trên đây và sau những cái vùng tăng về trên đây thì chúng ta có những cái nhịp rủ bỏ đây nè thì chính là cái nơi mà con sóng nó bắt đầu thì mọi người sẽ bắt đầu đánh tất tay vào những cái điểm mà nó test lại như vậy anh chị nhá và Uh, và trong tuần sau khả năng là thứ hai hoặc là thứ tư em có tổ chức một cái buổi đào tạo dành riêng cho hệ thống khách hàng về cái chiến lược đánh sóng ngành chu kỳ này bởi vì em tư duy với anh chị như thế này nè ban là một trong những cái ngành mà huyết mạch của thị trường và khi nếu dòng banh nó có nó có gì có sóng thì gần như chỉ số thị trường nó sẽ lên rất cao nghìn năm nghìn nghìn tư nghìn năm đối với thị trường là chuyện quá đơn giản đúng là nhà tuy nhiên á, khi dòng ban đi lên nó sẽ tạo ra cho chúng ta một con up trên của thị trường và khi thị trường nó có up trên nó lại là điều kiện rất thuận lợi cho gì cho tổ chức người ta kiếm tiền mà không chỉ cho tổ chức của dòng ban đâu mà sẽ có rất nhiều ngành nó lợi dụng cái điều kiện đó để nó bắt đầu nó kiếm tiền trên thị trường ví dụ như em chỉ cho nhà đầu tư trong bối cảnh thời điểm hiện tại chúng ta thấy những cái dòng như dòng chứng khoán này, nó đang tích lũy rất là chặt đấy ssi này tích lũy rất là chặt đấy vậy thì những cái nhà đầu tư tích lũy như thế này người ta đang nhìn thấy điều gì trong tương lai cả nhà người ta đang nhìn thấy cái trên trong giai đoạn sắp tới ví dụ như trên nghìn năm của thị trường này người ta nhìn thấy những cái này này nên người ta mới gom hàng ở đây anh chị hình dung không cả nhà đấy nói chung là khi một cái trận đánh của tổ chức khi mà anh chị uh, tham khảo cái phương pháp về đọc vị dòng tiền thông minh mọi người phải có một cái tầm nhìn đủ lớn tầm nhìn đó là tầm nhìn của tổ chức đấy ví dụ như là anh chị đọc vị dòng tiền của tổ chức thì buộc phải có những cái góc nhìn của bitcoin ví dụ như em chị anh chị nè, giai đoạn tích lũy nó hình thành từ cái gì cả nhà từ cái việc tổ chức người ta nhìn thấy những cái tương lai tươi sáng của cổ phiếu Đấy ví dụ như em chị anh chị này Tại sao ở đây tổ chức dòng tiền thông minh Người ta lại bỏ thời gian và công sức tiền của ra Người ta gom hàng trong vòng khoảng 4 tháng của thị trường ở đây Đấy tại sao lại như vậy Bởi vì rõ ràng người ta đã nhìn thấy những cái target trên đây rồi những cái target trên đây rồi thì họ mới bắt đầu gom hàng ở đây chứ Gọi là cái tầm nhìn của họ đi trước chúng ta Và khi họ nhìn thấy những cái điều kiện thị trường tuyệt vời như vậy Họ buộc phải gom hàng Buộc phải gom hàng Nó giống như ở đây nè khi thị trường ở chúng ta nó có những cái điều kiện tuyệt vời như thế này, mọi người đều nhìn về những cái yếu tố vĩ mô, đều nhìn về những cái tương lai tươi sáng á, thì rõ ràng tương lai nó sẽ tươi sáng như vậy thì ở đây chính là giai đoạn tổ chức người ta đang tích lũy gom hàng cho cái tương lai tươi sáng đó. Mọi người hiểu không? Tuy nhiên á, nó có hai cái vấn đề. Để chúng ta kiếm được tiền trên thị trường thì ngoài việc nhìn ra tương lai tươi sáng nó còn một cái vấn đề nữa chị. Đó chính là cái tính thời điểm của cổ phiếu. Vậy thì khi nào cổ phiếu nó bước vào chu kỳ sóng? khi nào nói chung là đọc vị dòng tiền thông minh có hai vấn đề thôi tổ chức người ta đang làm gì ví dụ đang tích lũy như thế này nè thì bắt đầu chúng ta trả lời một câu hỏi tiếp theo đó chính là thời điểm nào sẽ diễn ra cái chu kỳ đầy giá của cổ phiếu nó giống như cái giai đoạn trước mà em đọc cho anh chị cái việc mà ở ờ, ở đây là tích lũy nè và ở đây là giai đoạn gì bắt đầu chu kỳ đầy giá nè thì đây chính là cái giai đoạn chúng ta bắt đầu tham chiến mua vào cổ phiếu rất là mạnh gần như là on in full margin đúng cả nhà đó đó là bắt về cái tính thời điểm vậy thì ở thời điểm hiện tại này cái việc mà chọn một cái thời điểm để cổ phiếu người ta đánh lên Cái này rất là quan trọng Bởi vì nó là thuộc về cái hoạt định chiến lược đó cả nhà Và tổ chức có một câu rất hay Tổ chức lợi dụng điều kiện của thị trường để kiếm tiền Vậy thì điều kiện thị trường là gì để những cái cổ phiếu này bắt đầu đi lên Nó là cái rất là quan trọng Vậy thì em hỏi anh chị nè Khi nào thì những cái mã cổ phiếu này bắt đầu đi lên ấy Khi nào Có hai cái vấn đề xảy ra Thứ nhất khi thị trường chung nó phải bước vào một cái con sóng thực sự thì những cái mã cổ phiếu này nó sẽ đi lên cái vấn đề thứ hai khi nó bắt đầu đi lên nó phải xảy ra một yếu tố đó chính là tích lũy đủ gọi là đủ pha về cổ phiếu ví dụ như ở đây nè trong một cái pha giao dịch của cổ phiếu chúng ta sẽ thấy được cái quick cốp á chúng ta có pha a gọi là cái pha khởi đầu cho giai đoạn tích lũy nè. pha b gọi là cái pha tạo ra nguyên nhân cho cái chu kỳ tăng giá tiếp theo này pha c gọi là cái pha rũ bỏ cuối cùng trước khi bước vào chu kỳ sóng nè. pha d gọi là cái pha gì pha vào sóng Đấy, pha d và pha e gọi là pha vào sóng mọi người hiểu không vậy thì ở thời điểm hiện tại chúng ta đang ở đâu của những cái cổ phiếu này anh chị chúng ta đang ở pha b pha b là pha a đây nè là cái đầu tiên nè đây là pha a này cả nhà đây là pha a này. rơi xuống nè test kiểm định cung cầu xác nhận ở đây gọi là pha a đây là pha b này cả nhà pha b là cái pha tích lũy của cổ phiếu nè vậy thì cái chúng ta cần nó là gì tiếp theo sẽ là cái cú kiểm định cung cầu pha c vậy thì pha c nó sẽ diễn ra khi nào cả nhà gần như em không biết được và trong quá khứ những cái mã cổ phiếu này nó luôn đi theo những cái cấu trúc như vậy em chỉ chỉ cho anh chị nè đây là pha a nè pha a rơi xuống là kiểm định cung cầu nè pha b tích lũy nè pha c rủ bỏ cuối cùng nè c nè pha d là gì pha d trở đi là bước vào sóng này cả nhà thì chúng ta sẽ đánh từ pha d trở đi nó xác định rõ cái quy luật như vậy rõ tính thời điểm như vậy để anh chị kiếm tiền trên thị trường nó mới dễ hay tiếp theo này em chị nha cái chu kỳ trước của những cái mã cổ phiếu này bởi vì em nói thật với anh chị những cái mã cổ phiếu liên quan đến chứng khoán bất động sản trên thị trường là những cái mã cổ phiếu mang tính chất đầu cơ rất là cao và khi nó là đầu cơ thì luôn nó sẽ xảy ra những cái cú rủ bỏ mạnh trước khi bước vào chu kỳ sóng đó là nguyên lý rồi em lấy ví dụ nhà đầu tư đây là quá trình tích lũy nè pha a nè pha b nè pha c rủ bỏ nè thì pha d ở đây nó mới vào sóng nè anh chị đó là cái quy luật mà nó bất di bất dịch trên thị trường mà bao năm qua nó vẫn xảy ra ví dụ đây nè tích lũy nè rủ bỏ cuối cùng trước khi vào sóng nè vậy thì thơ điểm hiện tại anh chị nhìn thấy gì không thấy gì không cái ngành của nó chưa xuất hiện những cái pha kiểm định về cung cầu cuối cùng gọi là pha rủ bỏ cuối cùng thì ở đây dù nó có kéo lên đi chăng nữa chúng ta vẫn không thể nào vào được con sóng và đặc biệt này em nói với chị nè mọi người sẽ để ý khi thị trường cái tính thời điểm nào nó sẽ diễn ra quan trọng nhất để tổ chức lợi dụng điều kiện nó để đánh lên các mã cổ phiếu của mình đó là thời điểm nào cả nhà chính là sóng ngành của nó diễn ra nó giống như ở đây nè mọi người có biết tại sao ở đây em hô là sóng ngành khi thị trường nó chưa ấp trên mà sau đó cả ngành nó cùng đi lên không cả nhà à, em hỏi anh chị là có phải là thị trường này ví dụ như ông lái của FTS có lái SSI không rõ ràng là không ông lái của FTS có lái con BSI không rõ ràng là không ông lái của FTS có lái con Vin đi không rõ ràng là không mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi chủ đúng không mỗi cổ phiếu sẽ có một cái đội lái đằng sau vậy thì cái đội đó tại sao trong một cái thời điểm nhất định ví dụ như trong thời điểm tháng 3 này gần như tất cả các đội lái liên quan đến chứng khoán người ta đều bỏ tiền người ta đánh lên cả nhà bởi vì người ta tư duy đó chính là điều kiện thuận lợi vậy điều kiện thuận lợi đó chính là gì đó chính là con sóng ngành nó diễn ra vậy thì em hỏi anh chị nè thời điểm hiện tại có sóng ngành của chứng khoán hay không câu trả lời là không nó nói thẳng vậy luôn cho nhanh Đấy, bởi vì các dòng chứng khoán các cổ phiếu nó đang chỉ là giai đoạn tích lũy và khi nó tích lũy như vậy thì cái điều kiện thuận lợi nó chưa diễn ra và cái điều kiện thuận lợi chưa diễn ra thì cái việc nó phải hoàn thành các chu trình về pha A, pha B, pha C, pha D, pha E nó sẽ diễn ra. Đặc biệt là cái cú kiểm định cuối cùng. Và mọi người nhớ giúp em là có thể em nói thiệt là có thể trên thị trường á nó có một vài cái cổ phiếu nó đi lên mà nó không cần cú kiểm định. Em lấy ví dụ như cái chu kỳ trước đó của dòng chứng khoán ở đây nè, nó có những cái mã cổ phiếu như là VND đấy khi mà nó đi lên nó không có cú kiểm định rơi cuối cùng đấy có cú kiểm định rơi cuối cùng không câu trả lời là không mà nó tích lũy đi ngang rồi nó vào sóng luôn đấy đây là một cổ phiếu đặc trưng nhưng mà có phải tất cả các cổ phiếu dòng này nó đều như vậy hay không câu trả lời là không thể em lấy ví dụ cho nhà đầu tư thời điểm nó ngoài viên đi ra còn những cái mã cổ phiếu rất là mạnh như fts này đấy tại sao những cái cổ phiếu này nó không đi đùng một cái như viên đi luôn mà tại sao nó sẽ có cú kiểm định bởi vì sao vậy cả nhà? Bởi vì đội lái của FTS nó khác đội lái của VinDi Không ai giống ai. Vậy thì thời điểm đó này em chỉ cho nhà đầu tư thêm những cái mã cổ phiếu này như MBS này. Vậy tại sao những cái cổ phiếu MBS nó lại có cú rủ bỏ kiểm định cung cầu ở đây? Bởi vì đội lái của MBS nó không giống đội lái của VinDi Hình dung vào không cả nhà? Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra đối với thị trường? Khi mà thị trường nó vào sóng ngàn? Em nói này, khi thị trường nó vào sóng ngàn thì chuyện gì xảy ra? Có nghĩa là giả sử SSA nó có lên được đi chăng nữa thì những cái mã cổ phiếu khác nó buộc nó phải hoàn thành các chu trình này. Ít nhất sẽ có vài mã cổ phiếu nó xảy ra cứu rủ bỏ. Chứ không phải là con nào nó cũng không có cứu rủ bỏ đi lên đâu, đó là ảo tưởng. nhưng mà bây giờ mọi người nhìn cả một cái ngành chứng khoán của nó có con nào đã có rủ bỏ chưa? Chưa có bất kỳ con nào có cứu rủ bỏ. Mọi người nhìn này chưa có con nào có cứu rủ bỏ cả. Agri đang đi ngang nè, đâu có cứu rủ bỏ nào đâu. CTS nó đang đi ngang này. Chưa có cứu rủ bỏ STS đi ngang chưa rủ bỏ nè vậy mọi người có thường nghĩ giúp em là ở tất cả các mã cổ phiếu đều đi lên mà không có rủ bỏ không có chuyện đó đâu cả nhà thiên thời địa lợi nó chưa có và đặc biệt nó có một cái sự phân kỳ mà anh chị phải để ý giúp em ở đây nè có nghĩa là khi thị trường của chúng ta nó bắt đầu đi lên rồi nó bắt đầu nó đi lên ở đây rồi nè nó vượt cái đỉnh rồi nè thì những cái mã cổ phiếu về dòng chứng khoán nó còn tích lũy nghĩa là gì nghĩa là nó bị yếu hơn thị trường chung mà những cái cổ phiếu yếu hơn thị trường chung thì chuyện gì sẽ xảy ra cả nhà Nói chung là nó vẫn chưa vào sóng được Bởi vì những cái mã cổ phiếu tốt nhất thị trường chung Mới là những cái mã cổ phiếu vào sóng Và có một cái câu rất kinh điển Sau những cái cú điều chỉnh thì siêu cổ phiếu xuất hiện Vậy thì ở đây là cú điều chỉnh nè Vậy tại sao những cái cổ phiếu này nó không tăng giá Bởi vì nó không phải là siêu cổ phiếu Vậy tại sao nó không phải là siêu cổ phiếu anh chị Bởi vì nó chưa bước vào giai đoạn đẩy giá chính của nó Nhưng mà trong cái giai đoạn trước của nó thì anh chị nhìn giúp em này Khi thị trường chung điều chỉnh những cái mã cổ phiếu này bắt đầu tăng ngay và tăng rất là nhanh thì những cái mã cổ phiếu này thuộc về top 1 thị trường nó mới đem lại lợi nhuận cho anh chị đấy nhưng mà ở đây nè cả nhà ví dụ như ở đây nè khi thị trường chung điều chỉnh tại sao những cái mã cổ phiếu này nó không tăng bởi vì giai đoạn này nó còn phải tích lũy đúng không còn phải tích lũy chưa tăng được đấy mọi người nhớ giúp em cho đến khi cái điều kiện nó hoàn thành cho đến khi nó trở thành những cái cổ phiếu top 1 trên thị trường thì nó mới xứng đáng để anh chị mua vào còn ở thời điểm bị tạm nó đang bị phân kỳ nó giống như những cái cổ phiếu như thế này, này em chỉ cho nhà đầu tư nè hồi trong những cái giai đoạn mà 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 6 tháng trước đó, em chỉ cho nhà đầu tư những cái mã cổ phiếu như con siêu em nói là gì kiểu gì những cái mã cổ phiếu này anh chị mà mua vào cũng chết bởi vì sao bởi vì nó bị phân kỳ mọi người nhìn là khi thị trường nó bắt đầu đi lên là mầm những cái mã cổ phiếu này gần như nó không đi lên mà nó cứ đi ngang ở vùng đỉnh là nó cứ nổ lên cây lục đầu này. gọi là nó chỉ trong giai đoạn tích lũy nó không đi lên được dù thị trường nó đi lên nghĩa là đây nó đang xảy ra quá trình về phân kỳ vậy những cái mã cổ phiếu này là yếu hơn thị trường vậy thì em nói với chị nè một cái mã cổ phiếu mà yếu hơn thị trường thì khi thị trường nó chỉ cần rung lắc thôi thì những cái mã cổ phiếu này nó rơi đầu tiên đây là kết quả này. Đấy, hay là chúng ta có những cái mã cổ phiếu như EDC thời điểm đó mà em cảnh báo với anh chị bán trước khi mà nó rơi này đấy khi một cái cổ phiếu bắt đầu thị trường tăng này mà những cái mã cổ phiếu này nó bị phân kỳ phía trên này ấy thị trường nó tăng ầm mầm luôn mà nó bị phân kỳ dòng tiền nó vẫn vào đều điều đó đồng nghĩa với cái việc là gì khi thị trường chung có rung lắc thì nó sẽ là những cái thằng rơi đầu tiên đấy mọi người nhớ rung lắc nó sẽ là thằng rơi đầu tiên vậy thì em hỏi thị trường thời điểm hiện tại nó có xảy ra rung lắc hay không thị trường thời điểm hiện tại xảy ra rung lắc không cả nhà em nói thẳng với nhà đầu tư nè hôm bữa em có chia sẻ với anh chị trước khi thị trường lên là thị trường nó rất giống giai đoạn này nè nó có thể kéo lên phía trên nhưng mà đây là giai đoạn rung lắc của nó nè, anh chị nhớ giúp em nè vậy thì thị trường thời điểm hiện tại nè nó quay trở về cái nguyên lý đặc thù thôi khi thị trường nó rơi từ trên xuống lượng cung bên đây nè nó quá lớn đi với cái lượng cung lớn như thế này nó đi lên với thanh khoản eo ụt như thế này này thì gần như em nói thiệt với anh chị nè nó càng lên cao nó sẽ bị càng bán mạnh có nghĩa là thị trường này nó luôn sẵn sàng chờ để rủ để rung lắc rồi hình dung cả nhà có nghĩa là lúc nào có một cái lượng cung nó trực chờ nó bán ra ở cái thị trường này nên là kiểu gì thì kiểu thị trường nó cũng sẽ tạo ra những cái cái mô tiếp phía trên này à, mô tiếp tích lũy đi ngang nó tạo ra những cái rung lắc lớn rồi nó sẽ xảy ra quá trình rủ bỏ vậy thì những cái quá trình rủ bỏ đây nè quá trình rủ bỏ đây nè thì gần như là gì những cái mã cổ phiếu mà chưa lên như dòng chứng khoán đi FTS đồ BSI rồi sẽ là những cái thằng rơi đầu tiên cho anh chị coi nó nghĩa là lên nó trả lên bao nhiêu mà rơi là rơi đầu tiên đấy đó là lý do mà tại sao trong cái chu kỳ mà thị trường đi ngang này em chọn cho anh chị một cái tư duy đó chính là phải mua được những cái cổ phiếu dẫn dắt cổ phiếu đi lên đầu tiên cổ phiếu mạnh nhất thị trường bởi vì đó sẽ là chân ái dù thị trường có điều chỉnh thì chưa chắc nó đã điều chỉnh mạnh bởi vì cái target chúng ta xác định như thế này nè cả nhà chúng ta xác định là khi thị trường nó bắt đầu nó xuất phát ở đây trong một giai đoạn tích lũy thì cái target của em tư duy cho nhà đầu tư nó sẽ lên những cái vùng này vậy thì những cái cổ phiếu mạnh nhất nó sẽ là cái thằng kéo thị trường lên vùng này đó là lý do tại sao ở trong giai đoạn này anh chị buộc phải ôm những cái cổ phiếu hàng đầu chứ còn mà những cái mã cổ phiếu bị phân kỳ á em nói thật với anh chị nè nó muốn lên nó phải có một cái cú rủ bỏ trên đây này. sau cú rủ bỏ này nè thì nó mới bước vào một cái chu kỳ tăng cái quan điểm rất rõ ràng như vậy hay là chúng ta ta có ngành thép này mọi người thấy không khi thị trường chung đi lên âm âm nó bị phân kỳ thậm chí nó chưa vượt đỉnh, nhiều người sẽ kêu là ờ cổ phiếu này chưa vượt kiểu gì nó cũng vượt. Ok, em đồng ý với anh chị, nhưng ở đây nó nổ lên một cây, nó chính là rủi ro. Không phải là vào sóng. Mình phải hiểu được cái tư duy như vậy bởi vì sao? Bởi vì nó bị phân kỳ với thị trường, thị trường nó đã lên rồi mà cổ phiếu nó còn chưa lên, nghĩa là nó bị yếu. Mà khi nó bị yếu đối với một cái thị trường bung thanh khoản bung thanh khoản nghĩa là gì có lực cung chào ra rồi một cổ phiếu yếu hơn thị trường ở trong một cái thị trường bị bung thanh khoản thì kiểu gì thị trường chả có rung lắc vậy mà những cái cổ phiếu yếu nó sẽ là tác nhân rơi đầu tiên em đã chia sẻ với anh chị do đó chúng ta không thể nào mà tránh khỏi một cái cú điều chỉnh mạnh ở trong cái giai đoạn sắp tới và hy vọng là thị trường chúng ta nó sẽ ở trên vùng này được một hai tuần để các cổ phiếu kênh trên như acb mb B hay là những cái mã cổ phiếu như CTD đồ các thứ anh chị nó đi lên được một cái giai đoạn nữa để chúng ta tìm ra những cái cái măn mối cho những cái cổ phiếu mạnh nhất giai đoạn tiếp theo. Đấy nếu mọi người thấy hay thì hãy cho em một like một đăng ký kênh và ai thấy hay thì hãy cho em một comment. Đây là những cái tư duy rất là logic trên thị trường mà mọi người cần phải hưởng ứng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tương đối chuẩn xác đó cả nhà. Hay là rất nhiều anh chị hỏi em về những cái mã cổ phiếu như HHV này, liệu ở đây nó có vào sóng hay không? Thì câu trả lời của em đơn giản lắm cả nhà. Nó rất khó để vào sóng ở đây. Rất khó để vào sóng ở đây. Đấy, đó là em chia sẻ thật luôn Hay là chúng ta có những cái mã cổ phiếu như là con DGC đi Rất nhiều anh chị em hỏi là những cái điểm này có phải điểm mua hay không Câu trả lời của em đây chỉ là tích lũy thôi cả nhà Những quả tích lũy nè Nó kéo lên nó không vượt được Thì đây gọi là những cái quả gì Quả ấp thớt nè Sau những cái quả ấp thớt này thì cổ phiếu kiểu gì Nó sẽ xảy ra những cái quá trình rung lắc ở đây rồi nó rơi Gọi là những cái pha gì Pha spin rượu bỏ cuối cùng đấy sau những cái vùng này thì chúng ta bắt đầu tham chiến chứ vội gì đâu cả nhà mọi người đừng có nghĩ là ở đây nó cứ tích lũy đi ngang nó sẽ lên nó không có đâu cả nhà đấy cái pha nó phải đủ một cái cổ phiếu nó sinh ra nó phải tạo ra các pha đặc biệt là các cổ phiếu trên thị trường á cái việc của anh chị là gì săn tìm những cái cổ phiếu mạnh nhất những cái cổ phiếu mạnh nhất là khi thị trường chưa lên nó đã lên rồi và nó lên từ những cái nền tảng tích lũy đúng không vậy thì những cái cổ phiếu yếu là những cái cổ phiếu khi thị trường đã lên rồi nó còn lò mò phía dưới Vậy thì những cái con đó mà nó nổ lên em hứa với anh chị luôn Nhà đầu tư cá nhân sẽ là những, những cái nhà đầu tư mua nhiều nhất Bởi vì những cái cổ phiếu mạnh nhất họ không mua được Em hỏi anh chị ở trong đây nè Mấy ai mua được những cái cổ phiếu ACB ở dưới đây Mấy ai mua được Gần như rất là ít Vì sao anh chị Vì thời điểm nó gần như ai cũng chê banh Chửi banh Ai cũng gọi là gì Ruồng bỏ nó Vậy thì lấy đâu mà mua được những cái mã cổ phiếu như vậy? Đặc biệt là trong cái bối cảnh thị trường chung còn điều chỉnh, còn chán nản. Nhà đầu tư cá nhân người ta không quan tâm đến cổ phiếu. Vậy ai là người đẩy giá cái mã cổ phiếu này đi lên? Big boy tổ chức chứ ai? Nên là mọi người nhớ giúp em là sau một cái nhịp điều chỉnh của thị trường, những cái nhịp mà nhà đầu tư cá nhân hoảng loạn, chán nản, đó là lúc mà các siêu cổ phiếu nó đi lên. Chứ không phải là cái lúc mà thị trường nó phô mô như thế này, nó bung thanh khoản như thế này. Những cái mã cổ phiếu như SSA nó đi lên à, không bền vững hình dung cả nhà hiểu tư duy này chưa hay là ngày mai ngày mốt anh chị sẽ thấy những cái mã cổ phiếu như bất động sản hay là chứng khoán hay là thép nó đi lên đúng không thì mọi người sẽ bắt đầu phô mô bởi vì anh chị không mua được những cái cổ phiếu hàng đầu thì mọi người bắt đầu phô mô mua những cái cổ phiếu ở đằng sau đó là rủi ro bởi vì sao cả nhà có những giai đoạn chúng ta có thể mua đủ cổ phiếu khi mà nó đủ các pha của nó khi nó đủ tích lũy nó vào được con sóng ngành nó đủ thời điểm thì mọi người buộc phải mua đuổi nhưng mà có những cái thời điểm điều kiện thị trường nó chưa tới cổ phiếu nó chưa đủ pha mọi người cứ xông vào mọi người mua chưa chắc đã có ăn cái đó là chia sẻ thật còn đánh ngắn hạn thì em không tư vấn bởi vì em không có đánh tích cộng tích cộng cũng được có vấn đề đâu đấy đó là vài cái tư duy và quan điểm và em có một cái tư duy này cũng muốn chia sẻ với nhà đầu tư trước khi bước vào một cái chu kỳ sống đó là cái tư duy về sát thủ anh chị tư duy về sát thủ à, cuối tuần vừa rồi nè Em có bàn luận với rất nhiều nhà đầu tư trong room cộng đồng đánh sóng ngắn ông Toàn Vlog ở đây nè, về cái tư duy về sóng thị trường và sóng ngành. Rất nhiều người tư duy là uh, có sóng thị trường thì chúng ta cứ mua gom thì kiểu gì cũng có ăn. Đấy, đúng không? Nhưng mà quan điểm của em không đúng. Quan điểm của em là ở uh, trong một con sóng thị trường nó sẽ có những cái hạt nhân. Chúng ta buộc phải kiếm tiền từ những cái hạt nhân đó thì mới kiếm được tiền trên thị trường đó chị. Livermore nói rồi nếu không kiếm được tiền từ những cái cổ phiếu top 1 á, thì gần như anh chị em sẽ không kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán vậy thì đối với một con sóng uptrend á, chúng ta không được ngành nào cũng chơi cổ phiếu nào nó cũng mua và thực tế nó chứng minh cho nhà đầu tư trong cái chu kỳ trước ở đây nè mọi người nhớ không? vì sao ông toàn vlog là người quyết liệt buộc anh chị chỉ đánh một ngành thôi chỉ đánh full mà vào ngành chứng khoán mà không đánh chứng không đánh bất động sản này không đánh banh này không đánh dầu khí này không đánh dòng nào hết chỉ lúc nào cũng cơ cấu danh mục vào full dòng chứng khoán vì sao vậy cả nhà bởi vì ở đây nè Cái tư duy của em dù có sóng thị trường hay không đi chăng nữa Cái việc của chúng ta là phải chọn những cái cổ phiếu tốt nhất Những cái ngành tốt nhất mà đi vốn vào Chứ chúng ta không cào bằng cái tư duy chung với thị trường là ở à, Thị trường lên thì con nào cũng lên Không đúng đâu cả nhà Có những cái mã cổ phiếu nó lên bao nhiêu nó xuống bao nhiêu Đấy, và anh chị thường chết ở những cái mã cổ phiếu như vậy Nên là trong một cái thị trường Chúng ta buộc phải chọn những cái tinh hoa nhất Đấy, ví dụ như thời điểm hiện tại Em nói thẳng với anh chị nè Thị trường nó đang có dấu hiệu rất lớn Của dòng banh là dòng tinh hoa nhất Ở thời điểm hiện tại đấy nếu mà mọi người không kiếm được không không đánh dòng banh trong cái chu kỳ vừa rồi làm sao mà kiếm được tiền đúng không cả nhà không đánh được những cái cổ phiếu như mbb này đấy không kiếm được những cái cổ phiếu như là um, techcombank này đấy những cái cổ phiếu như là acb này thì gần như là rất khó để kiếm tiền và cái giai đoạn vừa rồi cái tinh hoa của thị trường nó đến từ những cái mã cổ phiếu nó ở giai đoạn đầy giá ví dụ như là ag đấy hay là ctd này hay là những cái mã cổ phiếu như bmp này bmp này DRC này, đó gọi là những cái mã anh à, nhầm DRC chứ, gọi là những cái mã cổ phiếu ở giai đoạn đầy giá. Và giai đoạn đầy giá nó khác những cái cổ phiếu tích lũy là gì? Là nó có tính thời điểm. Nếu anh chị không tập trung vào những cái tinh hoa thị trường, những cái cổ phiếu top 1 thì làm sao anh chị kiếm được tiền trong cái giai đoạn này cả nhà? Khó, đúng không? Không kiếm được tiền. Đấy đó là lý do mà tại sao Livermore nói rồi. Nếu mà không kiếm được tiền từ những cái cổ phiếu về sóng ngành, cổ phiếu về top 1, anh chị sẽ không kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán. Nên là quan điểm của em, khi thị trường bắt đầu một cái con sóng trên này nè, mọi người đừng có tư duy cao bằng là gì? Ờ, à, cứ mua đại một cổ phiếu, mua con nào nó cũng tăng. Đừng có tư duy như vậy. Tư duy như vậy không ăn thua đâu. Tư duy phải là tư duy sắc thủ Mọi người phải mua được những cái cổ phiếu tốt nhất, những cái ngành mạnh nhất, những cái cổ phiếu nằm trong sóng ngành, lúc đó anh chị sẽ thành công rực rỡ. Còn lại kêu là con nào cũng mua, con nào cũng lên á, thua đâu cả nhà? Khổ. Đấy. Và em nói với anh chị nào Lý do tại sao như vậy Bởi vì Mọi người sẽ thấy Trong một trên Thì gần như con nào nó cũng sẽ có tăng giá Chứ không phải là con nào không Và nó sẽ xuất hiện một cái Gọi là cái tư duy về cơ hội đấy Và tư duy về cơ hội này Nó là một cái tư duy phổ biến trên thị trường Mà em nói thật với nhà đầu tư nè cái cuộc đời và cái cuộc hành trình của em cũng như là những cái nhà đầu tư tuyệt vời nhất trên thị trường á, thì người ta đơn giản lắm nhà cuộc hành trình của họ là đi thành lập cơ hội có nghĩa là làm sao trong cuộc đời mình trong những cái chu kỳ của thị trường chúng ta càng nhìn thấy ít cơ hội thì cái tỷ lệ thành công của anh chị càng cao nó giống như cái việc là uh, giống như cái việc là ở trong cái giai đoạn này nè em thấy là rất nhiều nhà đầu tư lao đầu vô tìm kiếm cơ hội có người mua được ở đây bán ở đây mua ở đây bán ở đây nói chung là người ta mua bán loạn xạ trong tất cả mọi chu kỳ dù tăng hay giảm của thị trường thì mọi mọi cái nhịp tăng mọi cổ phiếu trên thị trường nó đều là cơ hội nhưng mà quan điểm của em không phải đâu cả nhà quan điểm của em á cơ hội sẽ là những cái cơ hội thực sự đó là lý do mà tại sao trong cái chu kỳ đau trên này nè em cùng với hệ thống cất tiền không có đánh cho đến khi cái sóng ngành về chứng khoán đây nó xuất hiện nè à, ít hai tài khoản ở đây mới xuất hiện nè thì mới bắt đầu tham chiến vào và khi tham chiến như vậy trong cả giai đoạn này em chỉ thấy gì thấy mỗi cơ hội ở dòng chứng khoán thôi chứ không thấy cơ hội ở những cái dòng khác đó gọi là gì đó là chúng ta đi thanh lọc cơ hội chứ không phải là con nào cũng đánh cổ phiếu nào cũng mua thì con nào cũng thấy cơ hội chu kỳ nào cũng thấy cơ hội thì làm sao mà kiếm được tiền cả nhà đấy ví dụ như là tới cuối đời của Livermore đọc đó một câu rất là hay càng về sau càng đánh nhiều ạ thì cái tần suất giao dịch tần suất nhìn thấy cơ hội của tôi càng ngày càng ít đi đấy và thường là một năm tôi chỉ có đánh một vài trận thôi đó gọi là gì đó chính là cái việc mà ông không còn nhìn ra nhiều cơ hội trên thị trường bởi vì trên thị trường em nói thật với anh chị là cơ hội nó còn quá nhiều rất nhiều phương pháp đánh tê cộng mọi người chỉ cần có tiền mọi người xông vào thị trường là kiểu gì cũng được mua và được bán nhưng mà không phải ai cũng kiếm được tiền 95 phần thu lỗ vì sao vì họ coi tất cả là cơ hội đấy quan điểm của em là chỉ có một vài cái cơ hội thực sự gọi là cái cơ hội của sóng ảnh thì lúc đó mới là cái thời cơ kiếm tiền tốt nhất nên là mọi người trước khi bước vào một cái chu kỳ sóng hãy xây dựng lại cái tư duy về cái cơ hội đó để sau này chúng ta có một cái bản lĩnh nhất định khi mà tham chiến trên thị trường không phải nhìn đâu thấy cơ hội cái đó là chết cái đó là chết hứa luôn đấy sau đi cả nhà này đọc học á và em cũng nói với nhà đầu tư một cái vấn đề nữa đó chính là uh, trong tuần sau khoảng thứ hai hoặc là thứ tư em có tổ chức một cái buổi đào tạo cho hệ thống khách hàng về chiến lược đánh sóng ngành trong chu kỳ 2024 đấy cái buổi này sẽ là cái buổi em nghĩ là đặc biệt quan trọng đối với nhà đầu tư nó giống như cái buổi chiến lược ở đây nè trước khi mà thị trường nó bước vào chu kỳ đánh sóng chứng khoán thì em có làm cho nhà đầu tư một cái buổi đào tạo về chu kỳ sóng chứng khoán đúng không cả nhà đấy rất là rực rỡ cuối cùng là hệ thống thành công với cái ngành chứng khoán đây rất là rực rỡ và đánh tập trung online cả nhà đấy và ở giai đoạn hiện tại em cũng sẽ tổ chức cho nhà đầu tư một cái buổi đào tạo liên quan đến sóng ngành năm 2024 nếu mà mọi người có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với bạn trợ lý hoặc là comment phía dưới là tôi học để bạn trợ lý liên hệ với anh chị để chúng ta uh, sẽ tham gia vào cái buổi học miễn phí đó vào tuần sau anh chị nhá ai có nhu cầu thì tham gia đấy quan điểm em là sóng ngành là nơi rực rỡ nhất còn thị trường thì cứ như vậy thôi cả nhà thị trường ở thời điểm hiện tại thì nó bung khối lượng rồi sau khi bung khối lượng như thế này thì chúng ta phải chờ đợi gì chờ đợi những cái cú điều chỉnh thôi chờ đợi những cái ngành bị phân kỳ nó điều chỉnh thôi đấy thì từ đó chúng ta mới có những cái cơ hội để giải ngân mới vào thị trường chứ bây giờ ấy, gần như là gì là không có cơ hội mua nữa đâu cả nhà đấy rồi em xin chào tạm biệt chúc nhà đầu tư một cái tuần giao dịch thật là hiệu quả và hãy nhớ giúp em tuần cơ cấu danh mục và đánh sóng ngành rất quan trọng rất đến gần rồi em xin chào tạm biệt